Đường làng ngõ xóm khang trang, diện mạo nông thôn thay đổi, đó là nhờ những cách làm mới, phù hợp để huy động sức dân xây dựng nông thôn mới ở Dương Thành. Đến nay, 100% tuyến đường xã, liên xóm và gần 80% đường nội đồng, gần 50% kênh mương được trải nhựa và bê tông hóa. Theo kế hoạch, xã Dương Thành đang tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến hết năm 2022, đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Cái giải pháp căn cơ nhất của chúng tôi bây giờ là phải cả hệ thống chính trị phải thực sự nỗ lực, phải là người dân vào cuộc hết sức quyết liệt mà phải có sự đồng thuận rất cao. Nếu không có sự đồng thuận cao ấy, thì chắc chắn là thực hiện các cái nhiệm vụ rất là khó. Với quyết tâm xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới, Phú Bình đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình đã đề ra. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động sức dân và sự tham gia của cán bộ hội viên, các tổ chức chính trị xã hội cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên với nguồn lực còn hạn hẹp nên việc hoàn thành hạ tầng giao thông của các huyện còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất của huyện Phú Bình. Ban quản lý dự án cũng đã triển khai thiết kế hồ sơ để trình Ban nhân dân huyện phê duyệt và sớm đưa công trình trở thành thực hiện. Để song song với lại cái việc đấy thì là ban quản lý dự án cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân các xã giải phóng mặt bằng để cho công trình được thuận lợi triển khai thi công. Những sáng tạo linh hoạt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã và đang dần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Phú Bình. Đến hết năm 2021, 19 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Về tiêu chí huyện nông thôn mới, đến tháng 5 2022, toàn huyện có 5 trên 9 tiêu chí đã đạt chuẩn, gồm kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục, điện, thủy lợi và phòng chống thiên tai, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Các tiêu chí còn lại đang tiếp tục được thực hiện, phấn đấu hoàn thành từ nay đến cuối năm. Cái thuận lợi của huyện Phú Bình là 19 xã, trên 19 xã là chúng tôi đã đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn 2015-2020 rồi. Đấy, do vậy là hiện nay các cái tiêu chí này thì có những tiêu chí thì đã vẫn đạt chuẩn và có những tiêu chí thì cũng bị hụt một chút. Thì chúng tôi cũng ra nghị quyết từ của ban thường vụ và phân công cho các đồng chí thường vụ phụ trách các xã là xuống cùng chỉ đạo các xã để tập trung thực hiện các cái tiêu chí và phấn đấu là cuối năm 2022 này là chúng tôi sẽ đạt huyện nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn sẽ tạo động lực để Phú Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2022.